Xin chào toàn thể quý cô chú anh chị yêu mến cây cảnh trên cả nước ha. Hôm nay nhà vườn em tiếp tục lên video để giao lưu với anh chị mình những mặt hàng quen thuộc nha. Mặt hàng chủ đạo ở nhà vườn em vẫn như thường lệ là sam núi trái nha anh chị. Hôm nay cũng có kèm vô một số mặt hàng mới cho anh chị mình, cũng như là có xanh nu bú ha, rồi có vài cây khế gân. Nhà vườn em ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại là 0907 819 572. Số em có ghi ở phần tiêu đề cũng như là có chạy trên màn hình ha. Anh chị mình xem lép ưng ý cây thì gọi lại số này, cũng như là liên hệ qua Zalo để bên em cung cấp hình ảnh thêm để chốt hàng cho anh chị mình nha. Đó, hôm nay có mấy cây khế gân rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị mình này. Dạ rồi, đầu lép là mã số 1 là cây khế gân. Khế gân chua nha anh chị mình. Đó, một cây trực lắc hồi đầu, cây rất là có duyên luôn. Cây rất là già, lên khến hết rồi ha anh chị. Rồi sang dòng nữa đi em ơi, báo thông số luôn. Cây thì em đo thông số em ghi sẵn rồi, em chỉ báo cho anh chị mình để tránh mất thời gian. Dạ rồi, cây khế gân mã số 1 này có chiều cao là 49 cm, tàn ngang của nó là 42. Đó, hoành thì em đo ngay vị trí này nha anh chị mình. Em đo ngay vị trí này là hoành 38 ha. Cây này bộ đế dáng thú, dáng chân thú rất là có duyên nha anh chị mình. Một cây trực lắc hồi đầu ha. Vậy rồi, cây khế gân mã số 1 em Zalo với anh chị mình có giá là 1.800.000. 1.800.000 bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 2 cũng là cây khế gân luôn ạ. Cũng là một cây trực lắc nữa nha anh chị mình. Đó, cây trực lắc này cũng rất là khá cây luôn ha. Bề rất là to luôn nha anh chị mình. Vậy rồi, cây khế gân mã số 2. Đó, có chiều cao là 49 cm. Tàn ngang của nó là 42 nha anh chị mình. Hoành thì em đo ngay vị trí này ha. Hoành em đo vị trí ngang đây nha. Hoành vị trí này là 34 hoành nha anh chị mình. Hoành 34. Cây này mình trồng có thể lật cho nó ra trước lại chút xíu nha anh chị. Đó, lật cho cái mũi này nó nằm xuống chút xíu ha. Mình làm cái bầu này nó hay lật ra làm sao. Rồi, cây khế gân mã số 2, giao lưu với anh chị mình có giá là 2 triệu nha. 2 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Cây rất là già luôn anh chị. Cây ở ngoài rất là to nha anh chị nè. Dạ rồi, em xin phép đổi cây. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 3, cũng là cây khế gân luôn ạ. Cây này khá to nha anh chị mình. Lấy cái lồng bìa xuống nè, để so sánh. Cây hai thân rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó, đặc biệt mặt tiền thì đế rất là khá đế ha. Rồi xây dòng nữa đi em ơi, em báo thông số luôn. Rồi, mã số 3, cây khế gân này có chiều cao là 63 cm, tàn ngang là 58. Hoành em đo ngay vị trí này là 39 hoành nha anh chị mình. 39 hoành ngay cái eo gốc này ha. So sánh cây với cái lon bia nha. Rồi, để lon bia xuống em. Cây khế gân mã số 3, em Zalo với anh chị mình có giá là 2.500.000. 2.500.000 là em đã bao phí ship cho anh chị mình tới nhà luôn ạ. Dạ rồi, em xin phép đổi cây nha. Rồi tiếp theo là mã số 4 là cây xanh bú nha anh chị mình. Đó, dòng xanh bú. Cây này được hai cục bú nha anh chị mình, hai cục bú lớn nha. Cái
ở phía giữa thân này cũng có một cục nhỏ nữa nè. Dạ rồi, cây xanh mã số 4 có chiều cao là 42 cm, hoành thân là 9 cm. Đó, cục nu lớn này em đo là 21 hoành. Rồi cục nu lớn phía trên này là cũng 20-21 hoành luôn nha mấy anh trai. Rồi anh chị so sánh cây với cái lông bia giúp em nha. Cây này mình chơi có thể mình chiết ngang đây, mình chỉ lời được hai cây nha mấy anh trai. Chiết đoạn trên này ra được thêm một cây nữa ha. Vậy rồi, mã số 4 có giá là 800.000. Em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 5, cũng là cây xanh bú luôn ạ. Cây này thì cái xác nó to, có một cục bú lớn ở dưới gốc nha mấy anh trai. Rồi dừng lại. Cây xanh mã số 5, cây xanh nu mã số 5 này có chiều cao là 50 cm, hoành thân ở đây là 11 cm nha mấy anh trai. Đó, hoành thân 11 cm, nó khoảng nửa cổ tay mình ha. Rồi cục nu em đo vị trí này là 22 hoành nha, cục nu lớn là 22 hoành. Cây xanh nu mã số 5 có giá là 800.000, bao gồm phí vận chuyển luôn ạ. Vậy rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 6, cũng là cây xanh bú luôn ạ. Cái này bú nó đeo kính mình hết mấy anh trai. Rất là nhiều bú luôn ha. Cây xanh bú mã số 6 có chiều cao là 39 cm, hoành thân ở vị trí này là 8 cm nha mấy anh trai. Hoành thân là 8 cm. Cục bú lớn này em đo là được 21 hoành ha, mà nó dài khoảng cỡ 15 cm nha. Anh chị sẽ sánh cây với cái lon bia giúp em nha. Dạ rồi, cây xanh bú mã số 6 có giá là 800.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 7, cũng là cây xanh bú luôn ạ. Cây này một cục bú thôi nhưng mà rất là to luôn nha mấy anh trai. Rồi dừng lại. Cây xanh mã số 7 có chiều cao là 35 cm, hoành thân em đo đây là 7 cm nha mấy anh trai. Đó, cục bú lớn này là 28 hoành ha, rất là to luôn. Dạ rồi, anh chị so sánh cây với cái chai, cái lon bia giúp em nha. Đó, cây xanh bú mã số 7 cũng có giá là 800.000, em bao phí ship toàn quốc cho mình luôn ạ. Dạ rồi, em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 8, cũng là cây xanh bú luôn ạ. Cây này hàng lớn nha mấy anh trai. Đó, cây này nó rất là to luôn ha, dáng nó cũng đã chuẩn vô form hết rồi. Một cục bú dưới gốc rất là to luôn nha. Rồi em quay cận lên cho mình xem. Dạ rồi, cây xanh bú mã số 8 này có chiều cao là 89 cm. Đó, cái hoành thân em đo ở vị trí này là 11 hoành nha mấy anh trai. Còn cục nu lớn của nó là 34 cm ha. Cục nu này là 34 cm, rất là to luôn. Đây anh chị so sánh cây với cái lon bia giúp em nha. Để em đem camera ra xa cho mình xem ha. Dạ rồi, cây xanh bú mã số 8 em Zalo với anh chị mình có giá là 1.800.000. 1.800.000 bao gồm cả phí vận chuyển luôn ạ. Rồi em xin phép đổi cây. Rồi, tiếp theo là mã số 9, cũng là cây xanh bú luôn ạ. Cây này còn lớn hơn cây nãy nữa nghe mấy anh trai. Cây
Cây này lớn hơn cây nãy rất nhiều ha. To gấp đôi cây số 8 vừa rồi nha. Rồi, em quay cận vô cho mình xem. Cây giăng long rất là cao luôn ha. Đó, nụ bú kẹo mình hết trơn. Đặc biệt cây này cái giọng ở dưới nó là cái giọng trượt lắc rất là đẹp luôn nha mấy anh. Đó, cục bú to nè. Dòng này là càng lớn là bú nó càng nhiều, rất là đẹp luôn mấy anh nè. Bú nó to mà nó lên khến nha, có cục nhìn giống như là khế gân nha, giống như khế gân nu vậy ha. Đây, phía trên này cũng có luôn rồi nè. Từ từ ở trên là nó sẽ ra hết đó mấy anh. Mình nó cũng bể nó sắp nó lên bú hết rồi nè mấy anh nè. Vậy rồi, cây xanh mã số 9 có chiều cao là 1m. Đó, hoành thân em đo ngay vị trí này em mấy anh trai là 17 hoành nha. Hoành thân ở đây là 17 hoành. Đó, cục bú lớn này nè là 42 hoành nha. Cục bú lớn này 42 hoành, còn cục bú bên đây là 36 hoành ha. Bú bên đây là 33 tấc 6 nha. Đó, 36 cm. Rất là to luôn ha. Rồi, anh chị so sánh cây với cái lon bia giúp em nha. Đó, mình muốn chơi cây lùng lực thì về mình cắt xuống nha mấy anh. Cắt xuống mình tạo bonsai ha. Còn mình muốn để nhân giống hay là mình muốn chơi tông cao vậy đó thì mình giữ nguyên cái khung này ha. Cây rất là to luôn. Chiều cao 1m nha. Dạ rồi. Cây xanh bú mã số 9 em giao lưu với anh chị mình có giá là 3 triệu. 3 triệu em bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi sang dòng nữa đi em ơi. Cây này quá đẹp luôn. Cây trực lắc dán bài ha. Nếu mình cắt chơi bonsai, cây trực lắc lùng lực dán bài rất là đẹp luôn. Chiều cao 1m. Rồi mã số 9 có giá là 3 triệu. Bao phí ship toàn quốc luôn nha mấy anh trai. Em xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là cây sam trái nha mấy anh. Đó, cây sam lúa trái. Rồi sang dòng đi em ơi. Cây thành phẩm rất là ẩm tàng rồi ha mấy anh. Rồi dừng lại đi em ơi. Rồi em quay cận cảnh dàn xương cho mình xem nha. Cây này khá cao nha mấy anh trai. Cao gần 60 cm ha. Đó, em quay dàn xương cho mình xem. Dàn xương rất là to rồi nha. Cây em nuôi rất là kỹ, bắt chi dương toàn bộ hết nha. Cây khá là to ở ngoài nghe mấy anh trai. Cây này đóng đi là phải đóng kiện gỗ ha. Rồi cây sam trái mã số 10 có chiều cao là 54 cm, tàn ngang là 62, hoành thân em đo ngay vị trí này là 20 hoành nha mấy anh, hoành 20 ha. Rồi sang dòng nữa đi em ơi. Dạ rồi, cây sam trái mã số 10 em giao lưu với anh chị mình có giá là 2.600.000. 2.600.000 đã bao gồm cả phí ship luôn rồi. Em xin phép đổi cây. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 11, cũng là cây sam núi trái luôn ạ. Cây bộ đế rất là đẹp luôn mấy anh. Đẹp mà to nữa ha. Cục đế nạc nó rất là to. Rồi em quay cận cảnh dàn xương cho mình xem nha. Đây, mặt hậu phía sau của cây nha mấy anh trai.
À, cái mâm chi tử này nó lên dâm hết rồi, mấy cây này lên dâm rất là mạnh vậy ha. Đế rất là khá đế luôn, cục đế nạc rất là to luôn. Rồi cây sam trái mã số 11 này có chiều cao là 49 cm, tàn ngang là 59 đó. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 15 hoành, còn cái hoành gốc ở dưới đây là 22 cm nha mấy anh trai. Hoành gốc ngang cổ rễ này là 22. Anh chị sẽ sánh cây với cái lon bia giúp em nha. Rồi cây sam trái mã số 11, giá của nó là 2.200.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em xin phép đổi cây. Dạ rồi, tiếp tục là mã số 12, cũng là cây sam trái luôn ạ. Một cây giáng bay làm hai thân trên cầu đó, như là ngưu lang chức nữ vậy nha mấy anh trai mình. Cây khá to ha. Rồi dừng lại. Đây, quay cận cảnh cho mình xem nha. Tác phẩm này nói chung là cũng rất là thú vị nha mấy anh trai. Em quay dưới ở dưới lên cho mình xem cái dàn xương. Rồi nhìn từ phía trên xuống nha mấy anh. Cái này thì em quay đặc biệt kỹ chút xíu cho mình nhìn cho rõ ha. Rồi em báo thông số cho mình nghe mấy anh trai. Mã số 12 này có chiều cao là 45. Chiều cao là 45. Tàn rộng của nó, tàn rộng từ bên phải qua bên trái đó, là 55. Rồi tàn dài, tàn ngang dài này là 90 nghe mấy anh trai. Tán dài của nó ngang là 90. Cái hoành thân của nó, cái thân này là, thân này là 19 cm. Thân này 9 cm. Đó, to hơn ngón tay cái, khoảng bằng ngón chân cái mình nha, cái thân á. Dạ rồi, còn cái hoành, hoành thân ngay cổ rễ của nó là 21 hoành nha, 21 hoành. Đây, cây nó cũng còn có trái nè mấy anh trai. Cây này đã qua mùa trái rồi, nó chín, nó già, nó rụng hết rồi. Đây, bên đây cũng còn một trái nữa ha. Đó, trái chín đang rụng hết rồi. Sam nấu cháy 100% nha. Đây em quay mặt bên đây cho mình xem cái ha. Rồi xe nó qua cái đêm anh báo giá luôn. Dạ rồi, cây sam trái mã số 12 em giao lưu với anh chị mình có giá là 5.800.000. 5.800.000 bao gồm cả phí ship luôn rồi ạ. Em bao phí ship toàn quốc cho mình luôn ạ. Cây rất là có duyên nha mấy anh. Dạ rồi, em xin phép đổi cây. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 13 là cây phôi sam trái ạ. Một cây trực cành gớt rất là đẹp luôn nha mấy anh trai mình. Đó, cái co cành gớt lắc lượn sẵn ha. Mấy cây này về mình nuôi rất là nhanh chơi nha mấy anh, tạo tác rất là mau lên dâm ha. Dạ rồi, cây sam trái mã số 13 có chiều cao là 23 cm, hoành em đo ngay vị trí này là 18 hoành nha mấy anh trai, vị trí ngay cổ rễ ha. Mã số 13, cây sam trái này có giá là 400.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Dạ rồi, em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 14, cũng là cây phôi sam trái luôn ạ.
ở một cây trượt lắc nha mấy anh trai. Cây trượt lắc ha, về mình có thể cắt lại theo ý mình nha. Cây này bộ đế rất là khá đế luôn ha. Cây săn trái mã số 14, có chiều cao là 16, hoành em đơn vị trí này là cũng 16 luôn nha mấy anh trai. Đó. Hoành là 16, chiều cao 16, giá của nó là 350.000, 350.000 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Dạ rồi, em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 15, cũng là cây phôi săn trái luôn. Đó, một cây dáng bay, đế rất là khá đế luôn ha. Củ rất là to luôn mấy anh ơi, dáng bay co rất là đẹp ha. Dạ rồi, cây xăm trái mã số 15 có chiều cao là 11 cm. Đó, cái cành bay của nó là 24, hoành em đo cái vị trí này là 18 hoành nha. Đó, mình so sánh cây với cái chai keo nè. Cây to hơn chai keo rất là nhiều ha mấy anh trai. Mã số 15, em giao lưu với mấy anh trai mình có giá là 350.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 16, cũng là cây xăm trái luôn ạ. Đó, một cây trượt lắc nữa nha mấy anh. Đế rất là có duyên luôn ha. Đây, mặt bên đây còn đế nữa nha mấy anh. Em chưa khai thác ra ha. Cây xanh trái mã số 16 có chiều cao là 16 cm. Hoành em đo người vị trí này là 17 hoành nha mấy anh trai. Mã số 16 này có giá là 400.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 17. Cũng là cây xăm trái luôn, cây dáng bay nha mấy anh. Cây này cái co rất là đẹp ha. Cây xăm trái mã số 17 có chiều cao là 12 cm, cành bay ra là 24. Hoành thân em đo người vị trí này là 17 hoành. Mã số 17 này cũng có giá là 400.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Dạ rồi, em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 18. Cũng là cây xăm trái luôn. Đó, cây tông cao cành gớt nha mấy anh. Này mình làm mấy cây dân nhân rất là đẹp luôn ha. Cây này bộ đế cũng rất khá đế luôn. Mã số 18 này có chiều cao là 29, hoành em đo ngay vị trí này là 18 hoành nha. Giá của nó là 350.000, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Dạ rồi, em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 19. Đó, cũng là cây xăm trái luôn. Cây này cái dáng quá nghệ thuật luôn nè mấy anh ơi. Cái cò nó lắc rất là khéo ha. Mã số 19 này có chiều cao là 25 cm. Hoành thân em đo cái vị trí này là 17 hoành. Cây xăm trái mã số 19 có giá là 400.000, em bao phí ship toàn quốc cho mình luôn ạ. Rồi, em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 20, cũng là cây xăm trái luôn ạ. Đó, một cây lùng lực rất là đẹp luôn mấy anh trai. Đế mặt hậu cũng rất là đẹp ha, tròn dai. Mặt tiền xuất sắc luôn ha. Rồi, cây xăm trái mã số 20 có chiều cao là 14 cm. Hoành em đo cái vị trí này là 18 hoành nha mấy anh. 18 hoành. Mã số 20, cây xăm trái này em giao lưu với mấy anh trai mình có giá là 500.000. 500 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 21, cũng là cây xăm trái luôn ạ. Một cốt trực nha mấy anh trai. Đó, cây cốt trực. Co lắc rất là duyên cây ha. Đế rất đẹp luôn. Dạ rồi, cây xăm trái mã số 21 có chiều cao là 20 cm. Hoành em đo ngay vị trí này là 16 nha mấy anh. Đó, anh chị so sánh cây với cái chai keo nè. Cây 16 hoành, đế rất đẹp luôn ha.
Mà số 21 này em giao lưu với anh chị mình có giá là 500.000. 500 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Dạ rồi, em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 22. 21 em xin lỗi, mã số 21 ạ. 22. 22 nha. Mã số 22 nha mấy anh trai. Cái số em nãy em ghi lộn em sửa lại, cái giờ em nhìn lộn luôn. Mã số 22. Cũng là một cốt trực sam trái ha. Cốt cành có sẵn hết rồi. Cành 1, cành 2 ngọn. Đó, phong có luôn nha mấy anh, có cành phong luôn. Dách đế mặt tiền rất là đẹp luôn ha. Mã số 22 có chiều cao là 18 cm. Hoành em đo ngay vị trí này là 19 hoành nha. Đó, anh chị so sánh cây với cái chai keo nha. Cây to hơn chai keo mỹ tiến rất nhiều ha. Mã số 22 giá của nó cũng là 400.000. 400 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 23. 23 cũng là một cây sam trái. Đó, dáng trực cành gớt rất là đẹp luôn. Đây, cây này đế cũng rất khá đế ha. Mã số 23 có chiều cao là 22 cm. Chiều cao 22 cm, hoành em đo ngay vị trí này là 17 hoành nha mấy anh. Đó, anh chị so sánh cây với cái chai keo nha. Mã số 23 giá của nó cũng là 400.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 24. Cũng là cây sam trái luôn. Cây dáng trực cành gớt nha mấy anh. Đó, cái cành này nếu mà mình mua cái phôi thẳng mà không có nuôi 3 năm nó mới được bị lớn. Cây này có cành gớt sẵn rồi, về mình tạ dựng cái ngọn lên nữa là mình chơi rất là nhanh luôn ha. Đó, cành 1 có rồi nữa. Mã số 24 có chiều cao là 19 cm, hoành thân vị trí này là 15 hoành. Đó, anh chị sẽ sánh cây với cái chai keo nha. Hoành 15. Giá của nó là 350.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 25. Đó, cây này rất đẹp luôn nè mấy anh ơi. Cây trực lắc ha. Cây này rất là nhiều hướng chơi nữa nha mấy anh. Đó, mình muốn chơi lùng lực, muốn chơi lùng lực mạnh tay thì cắt ngang đây luôn ha. Các thằng này lấy cây dán bài nha. Muốn chơi tông cao hay cây quái gì đó mình giữ cái form này mình chơi. Cây dách đế rất là đẹp, rất to luôn ha, dách chữ A. Rồi cây sam trái mã số 25 có chiều cao là 16 cm. Hoành em đo ngay vị trí đây, ngang cổ rễ này là 20 hoành. Giá của nó là 500.000, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Anh chị sẽ sánh cây với cái chai keo giúp em nha. Chai keo chỉ có bằng cái thân của nó phía trên thôi nghe mấy anh. Đó. Gấp cái to gấp đôi chai keo luôn ha. Dạ rồi, mã số 25 có giá là 500.000, bao phí ship luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 26. Một cây dáng bay nha mấy anh trai. Củ đế rất tròn đẹp ha. Đế rất đều. Cây thì cành bay rất là chuẩn ha. Khít. Không có hở cành. Đó, mấy cây bay này mình làm cây lực rất là đẹp nha. Rồi em quay kỹ bộ đế cho mình xem. Không thiếu mặt nào hết nha mấy anh trai. Đó, mấy cái cốt dương à, có sẵn hết ha. Về mình đánh mâm ra. Rồi cây sam trái mã số 26 có chiều cao là 10 cm, cành bay ra là 24, hoành em đo ngay vị trí này là 19 hoành nha mấy anh, 19 hoành. Mặt tiền cây này quá đẹp luôn mấy anh. Mã số 26 có giá là 450.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 26 cũng là mã số cuối clip. Cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn anh chị mình thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ nhà vườn bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị mình trong những video tiếp theo ạ.